Ba nhỉ, tính xác suất để x ngang SP thuộc một quả sau trước. Để làm được loại bài toán này, chúng ta cần nhớ một số công thức sau. Nếu x là biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật chuẩn, thì trung bình mẫu x ngang sẽ là biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật chuẩn với trung bình là mu, độ lệch chuẩn là sigma chia căn n. Từ đó chúng ta có công thức xác suất để x ngang lớn hơn a nhỏ hơn b thì bằng phi không của b trừ mu chia x chia sigma của x ngang, tức là sigma chia căn n, trừ đi phi không của a trừ mu chia sigma của x ngang, tức là chia cho sigma chia căn n. Nếu n lớn hơn 30 thì ta có thống kê x ngang tuân theo quy luật chuẩn với tham số là trung bình là mu, độ lệch chuẩn là s chia căn n. Từ đây chúng ta suy ra được công thức sau: xác suất để x ngang lớn hơn a nhỏ hơn b thì bằng phi không của b trừ mu chia cho s chia căn n. Ở đây là a trừ mu chia s chia căn n. Công thức này được sử dụng trong trường hợp sigma không có. Nếu sigma có thì chúng ta sử dụng công thức trên. Còn sigma không có thì ta thay cái vị trí sigma này thành s. Tức là chúng ta sử dụng công thức dưới. Thống kê s, s là tần suất mẫu, cũng là biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật chuẩn, với trung bình là tỷ lệ của tổng thể. Phương sai là căn của p nhân 1 trừ p chia căn n tất cả bình phương. Từ đó chúng ta suy ra được công thức sau: xác suất để f lớn hơn a nhỏ hơn b thì bằng phi không của b trừ p chia căn của p nhân 1 trừ p chia căn n. Đây chính là độ lệch chuẩn của f. Biến ngẫu nhiên khi bình phương bằng n trừ 1 nhân s bình chia sigma bình là biến ngẫu nhiên tuân theo quy luật khi bình phương với n trừ 1 bậc tự do. Vì vậy ta có công thức sau: xác suất để n trừ 1 nhân s bình chia sigma bình lớn hơn khi bình phương alpha 1 của n trừ 1 nhỏ hơn khi bình phương alpha 2 của n trừ 1 thì bằng alpha 1 trừ alpha 2. Công thức này nhìn nó hơi lạ. Tí nữa chúng ta sẽ làm vài ví dụ để sử dụng tất cả công thức này.